như cả nhà. Cả nhà biết không đây nè, cây cái chút xíu gì là cũng có trái nè. Trời ơi, cây chút xíu cũng có trái nè. Ai mua cây này lại em bán 80 đồng một cây này nè, quý cấp nha, em không có ship đâu. Tại cây này nó tội nghiệp không á. Cái cây này nè, nó có nhánh bên này, có một trái. Cây này 80 đồng nha cả nhà. Có một cây một hà nha cả nhà, 80 đồng như cây này nha. Cây nhỏ xíu này nha cả nhà, pick cấp nha cả nhà, giá pick cấp nha. Nè đây nè cả nhà, nè cái gốc nè, măng cầu đỏ nha cả nhà. Đó, bán đẹp luôn nè, bán đẹp nè. Qua bên này cây này cũng vậy nè, bán đẹp lắm á, mà nó bung tàn ra nhiều quá, mình phải ấy lại nha cả nhà. Có cũng to nha cả nhà, có cũng to nha, bự hơn ngón chân cái nha cả nhà. Cây này là cây hai giống nha cả nhà. Cái này do thái xanh ha, này do thái xanh, cái này do thái đỏ nha cả nhà. Nè, do thái xanh, do thái đỏ nha cả nhà. Gốc to lắm cả nhà nha. Nó nằm tốt cái trồng. Còn mấy cây ổi này, ổi đây mình nè cả nhà, mình chuẩn bị ship cho khách nè, mình để voi vô để ngừa sâu bệnh nha cả nhà. Ở đây mình đang ship cho khách nha cả nhà. Hôm nay ông xã mình cúng 16. Cả nhà ơi, hôm nay do thái đỏ nè cả nhà, 15 galon nha. Khi mình mua cây á cả nhà, cả nhà biết không, em mua cây á, thường thường á, cái gốc ghép rất là quan trọng nha cả nhà. Mình phải chọn cái gốc thấp gì nè ha, gốc thấp càng tốt nè cả nhà, thấy không, cái gốc ghép nè. Thì á, khi cái cây mình lớn lên á thì nó sẽ đẹp hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa, nó không bị gãy nha cả nhà. Mình chọn cây á, mình cũng phải chọn cây mà đẹp, gốc ghép đẹp nha cả nhà. Em cưng không cả nhà, nhớ thấy xanh nha cả nhà. Bự ơi là bự luôn nè, bàn tay của em nè, nâng em lên, em đẹp quá đi hà. Nhớ thấy xanh, nhớ thấy xanh nha cả nhà, nhớ thấy xanh nè, lùm lùm tròn tàn nha cả nhà, thương lắm nha. Em nào cũng thấy thương hết á. Mình trồng cây cả nhà, mình giải trí, vừa giải trí mình vừa thấy mấy em ra bông ra trái, mình thương lắm cả nhà ơi. Wow, em này xum xê nha. Em này xum xê nha, cưng không, cưng quá đi thôi. Do thái, em tội nghiệp quá, em nhìn nhiều trái thiệt, nhưng mà tại vì bỏ bê em tút ở dưới kia em lạnh không có bao trái lại, xin lỗi em, nhưng mà em vẫn còn ngon lắm nè, nhìn em đẹp lắm. Mình nó đang thay lá đó cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà biết cái gì không, cái này là hoàng hậu đó cả nhà. Hoàng hậu đẹp lắm nha cả nhà, hoàng hậu, hoàng hậu nha cả nhà, hoàng hậu, hoàng hậu của em kỳ này đẹp lắm cả nhà, vẫn là 195 nha cả nhà. Tại vì cây của em lớn rồi nha cả nhà, nhà thấy không, cái góc ghép lúc nào cũng rất là quan trọng nha cả nhà. Mình ghép thấp gì nè cả nhà, nè tàn vậy mới đẹp nha cả nhà, góc ghép phải tàn. Mấy cây này cao cũng 5 feet đó cả nhà ha, nè cả nhà thấy không, em đẹp lắm á, hoàng hậu mà. Em này nè, wow đẹp không cả nhà, cưng lắm á. Mình về mình cột dây lại đó, tại mới về em chưa cột dây lại. Hoàng hậu nè. Có một em do thái nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ. Em này không có nhỏ lắm đâu nha, gốc em to lắm nè. Gốc em to lắm nè, to hơn ngón chân cái nha cả nhà. Nè cả nhà ơi, cưng không, thương lắm á, thương lắm á, nè thương lắm á. Em này thì nó hơi vàng lá. Em ơi, nè cả nhà thấy không, cái trái hồi nãy đó nó bị rớt, nó chín cây quá đó cả nhà, chín cây nó rớt luôn rồi cả nhà, do thái đỏ nha cả nhà, mình phải bao lại để hai con gì nè. Do thái đỏ nữa nè, do thái đỏ nữa nè, chưa có kịp mà ấy nó ra đó, nhà thấy không, do thái đỏ nè, wow do thái đỏ nè nha cả nhà, mãng cầu do thái đỏ mùa này chuẩn bị mãng cầu do thái đỏ mua về chân tết luôn nha cả nhà. Wow nè, mãng cầu do thái đỏ nha cả nhà ơi, mình không có kịp đẩy em ra mà.
trời luôn, quá trời luôn, nhiều lắm cả nhà, có trái nhiều lắm nha cả nhà. Mình đang về cầu cho thấy đỏ có trái nha cả nhà. Bên đây nè, bên đây phải quay cho cả nhà đến để cả nhà xem nha. Wow, đó như thấy đỏ cả nhà ơi, cây có trái, cây có trái nha. Do thấy đỏ cây có trái là từ 250 nha cả nhà, 250 ấp. Cây có trái cao 5-6 feet á. Dạ. Còn cây 15 galon á mà như vậy nè cả nhà. Vẫn là 195 nha cả nhà, xum xê bự luôn nha cả nhà. Bự lắm cả nhà ơi, cái này mua về á cả nhà có thể sang trồng 20 galon cũng được á. Tại nó bự lắm rồi. Gốc rất là to. Còn do thấy đỏ đó là cây có trái từ 250 trở lên nha cả nhà. Từ 250 trở lên nha. Cả nhà đến xem rồi lựa nha cả nhà cho vui. À. Nhà thấy không? Em làm còn dang dở nè. Tại vì làm bên này cái xong có chuyện phải đi, phải làm này làm nọ, đủ thứ hết trơn nên cả nhà thông cảm. Mọi người gọi em á không được, mọi người nhắn tin giùm em nha. Nhưng cái em trả lời chậm thôi à. Chứ tất cả đều em thấy hết. Em đang sang chậu đào nè cả nhà. Sang chậu đào đó. Sang chậu đào để bán Tết nè cả nhà. Có mấy cây đẹp lắm nè. Như cả nhà, như cái này là em bán Tết. Sang chậu mới đẹp. Lặt lá hết rồi. Sang chậu. Cả nhà thấy không? Hoa màu hồng mình hay nở sớm nè cả nhà. Màu hồng á, màu hồng á. Double layer màu hồng nha cả nhà. Như thấy không? Double layer màu hồng nha cả nhà. Cưng không cả nhà? Dáng mấy em này đẹp lắm. Kem này lại, kem này lại. Kem này lại, mấy phim em này. Wow, màu hồng nha cả nhà. Nè. Nè, flower nè. Màu hồng mấy này nha cả nhà. Nè, apple. Take pink storm nè cả nhà. Cưng không cả nhà. Quá đẹp luôn. Quá trời cả nhà ơi. Thương lắm. Thương em này quá trời. Dè dè trà mi của chị ơi, em nở tới đâu rồi? Trà mi của chị giỏi lắm nè, nở liên tục luôn. Mấy cái bông này ở Việt Nam đặt tên là bông mà nó có tên như cả nhà, cung đình. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn cả nhà. Cung đình đó. Đó đẹp, đẹp quá. Thấy hoa là thấy Tết hả cả nhà ha? Đẹp lắm, cái cây mấy em này đẹp lắm. Một rừng trong đó luôn. Xong mình đi qua bên đây nha cả nhà. Mấy em dặn thọ. Mấy em dặn thọ của chị nè. Cưng lắm. Nhìn thấy em nè. Thấy dặn thọ nè. Đẹp không cả nhà? Dặn thọ của em đẹp lắm á. Dặn thọ, dặn thọ. Cưng không? Đẹp cưng luôn á, cưng xỉu luôn nè. Cưng không? Quá chị cưng mấy em. Em nào chị cũng cưng hết. Em Cúc nè. Cúc ơi, Cúc ơi. Cúc nè, Cúc ơi. Cúc ơi, Cúc ơi. Có cái này sao ta? Đã cho nước em này rồi. Nó ra nụ nè. Nó ra trễ thôi. Cúc. Đẹp quá cả nhà ơi. Thằng nhất chim mai nha cả nhà. Nhất chim mai. Nhất chim mai nha cả nhà. Nhất chim mai đẹp lắm nha cả nhà. Tớt. Có đỏ, có vàng. Có đầy đủ hết cả nhà ơi. Nhất chim mai. Nhất chim mai nha cả nhà. Wow. 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 Đẹp quá. Giờ mình đi vô. À, còn phải nè. Cưng em quá cả nhà ơi. Cưng em quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Cả nhà. Wow.
Wow. Thơm lắm nha cả nhà, em hửi nè, em hửi cái mùi nè. Nó thơm lắm. Oh my god, nó thơm dễ sợ luôn á. Thơm thiệt luôn. Cưng luôn. Màu vàng đẹp cả nhà ơi. Em này cũng vậy nè. Mấy em này nở từ từ cả nhà, để nó lo ha. Nó nở xong rồi cái búp nở lên nữa, nó nở từ từ vậy cả nhà. Cưng quá à, không sao hết. Lạc trong rừng, rừng mai thơm, thương không? Ở đây mình vườn của Linh nha. Ở đây mình, đây mình đây. Cô chú anh chị và các bạn mua ở đây mình đi. Nhanh tay nha, bây giờ còn số lượng không có nhiều nữa. Còn chừng vài chục chậu thôi. Coi khỏe, đẹp, bông ra chi chít luôn. Ở đây mình dễ đậu trái, trái to, ít hột, ăn rất là ngọt, chua chua ngọt ngọt và giòn. Trái nè, dễ chăm sóc, cây ở đây mình này dễ chăm sóc lắm nha. Hai loại chậu hả Linh? Một loại chậu hả? Chậu này là 7 gallon hả? 5 gallon hả? Chậu này 5 gallon nha các bạn. Có trái này to nè. Ở đây mình có trái tới 1,5 phao luôn đó nha các bạn. Trái to.